Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Mạnh Quỳnh lần đầu hé lộ lý do thực sự khiến Phi Nhung qua đời. Mới đây, Mạnh Quỳnh đã có chia sẻ chú ý trên trang Facebook cá nhân. Cụ thể, nam ca sĩ cho biết vì sáng ngày ra đã nhận phải vô số tin nhắn chửi bới từ nhiều người không hề quen biết. Nguyên nhân xuất phát từ việc quản lý bên công ty hợp tác của anh đã đăng tải bài hát Bản tình ca tân hôn lên trang fanpage mà không thông qua ý kiến của anh. Có lẽ hành động này khiến nhiều người lầm tưởng tình cảm Mạnh Quỳnh dành cho Phi Nhung. Anh trút bỏ hết tâm tư trong lòng. Thưa quý vị, Quỳnh đã chịu quá nhiều áp lực trong vài tháng qua. Cố gắng hết sức để cân bằng lại bản thân từ công việc đến cuộc sống gia đình. Những gì Quỳnh đã và đang làm trong nhiều ngày qua chưa đủ để quý vị nhìn nhận được hay sao? Quý vị quan tâm đến Quỳnh, Quỳnh cảm ơn và ghi lòng tạc dạ. Nhưng đừng đi xa quá mà làm cho Quỳnh có cảm giác là quý vị đang đạp Quỳnh xuống để bước lên mà đi. Bạn của Quỳnh đã vì lòng dạ con người mà đã lìa xa cõi đời này. Giờ quý vị muốn nhìn Quỳnh như bạn ấy, quý vị mới vui sao? Đây là lần đầu tiên Mạnh Quỳnh đề cập tới lý do Phi Nhung ra đi ở tuổi 49. Nam ca sĩ xót xa khi giọng ca bông điền điền vì lòng dạ con người. Mà phải lìa xa trần thế, buông xuôi cuộc sống vốn đã từng rất êm đềm, tốt đẹp. Anh cũng tâm sự bản thân đã từ chối tất cả những show diễn yêu cầu song ca với ca sĩ nữ, nên chuyện anh đột nhiên đi đăng bài hát song ca với ca sĩ khác trên fanpage là điều rất khó tin. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.